Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay lại lên sóng cho bác của em họa mi bộ chung này, dáng siêu mẫu các bác nhá, đuôi lá vả xòe rất là đẹp các bác ơi, chơi cánh này và đặc biệt là đầu mặt em này thì khỏi phải nghĩ rồi các bác ạ. Chim đang rất là căng điện các bác nhá, hot tốt, chơi cánh này, đuôi này, ui các bác nhìn không, em nó ra giọng ra mỏ kinh không. Đấy, thông báo với các bác là tình hình em chim này là thuần khoảng 90% mình nhá. 90-95% rồi các bác ạ, chim rất là thuần rồi các bác ạ. Anh em nào bồ kết em này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhé. Chim đang tại Tuyên Quang và hiện tại thì chim không có tật lỗi gì các bác nhé. Bán cho các bác bảo hành mọi tật lỗi nhé. Các bác nhìn bản đuôi rất là to nhé. Nếu như em quay lồng ở đây thì các bác sẽ nhìn rõ hơn đúng không? Thế còn bây giờ thì em để lồng này lỡ lại ở đây thì quay luôn cho các bác xem. Đấy, các bác thể thấy chim rất là sung các bác ạ. Rất thích hợp cho các bác mang em này về chơi Tết này. À, chất giọng rất là ok luôn các bác ạ. Rất là đẹp các bác nhé, chim trời khá là ok luôn. Đây, quay cho các bác xem đầu mặt nhá. Đầu mặt đẹp, họa rất là nét các bác nhá. Mắt xanh này các bác ơi, mặt đẹp chưa. Đây, lông rất là sáng màu này. Chân này các bác này, chân đi bốt này, chân đi bốt này, những con chim có tuổi giờ lồng thì chân nó mới đi bốt này các bác nhá. Hót rất là ok này các bác này. Đây, bên mắt này các bác nhìn họa này. Đấy. Chim rất là đẹp các bạn. Rất là đẹp các bạn nhá. Để các bạn rất là đẹp luôn. Đây, quay sát lại các bạn xem đầu mặt này. Đầu mặt rất là đẹp các bạn nhá. Chim này rất là đấy, các bác thấy không, đầu mặt này rất là để cho các bác rất là dễ chơi các bác nhá. Hàng này các bác mang đi giật giảm giáo thì khỏi phải nghĩ luôn các bác. Đấy, chim đang rất là căng điện các bác. Cao cầu, bóng bộ đẹp các bác nhá, hot thì khỏi phải nghĩ rồi. Thank you.
ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ